left the bag on his head? Well, can he breathe? Would you at least punch holes so he doesn't suffocate? Hello. Did we enjoy our time with the CIA? Welcome to Dagesh. I apologize for the Spartan accommodations, but you have been a naughty little shit, haven't you? Gallivanting about with a golden path. And poor Paul. Are you still sore about what he did with your little monkey friend? What was his name? Deadpan, dipshit, doorknob? I'm sorry for your ennui. But let me ease him into this humor. You're about to mindfuck the poor boy. Perhaps a little sugar on your shit sandwich? Whatever. You've seen him. He's still breathing. Now go away. I've got work to do. Fine. But I want him alive, with all the bits that count intact. One last thing. Now, RJ, I know this is hard, but consider this tough love, prison love. After all, you have a suite with a spectacular view. Oh, and one final piece of advice. I wouldn't sleep too close to the edge. Whatever you say. Get on the floor. Why? Get on the fucking floor! I'm on the floor. What are you doing? What is that? Was it? Oh wow, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Vào mình tên là Nghĩa, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi từ game Far Cry 4. Ồ, cái gì vậy? Vừa mới vô là có thanh niên chạy vòng vòng ôi, vừa là lao thẳng xuống vực luôn. Cái gì đây? Crap. Mình đang bị tống vào cái ngục giam rồi. Thì trong cái nhiệm vụ lần trước thì sau khi thằng Willis nó thả mình xuống, cái nó chơi xấu mình. Rồi sau đó, ủa sao tự nhiên cái tay cầm nó rùng dữ vậy ta? Còn gì đó. Ủa cái này hình như là nó theo nhịp tim hay sao á. Tự nhiên cái tay cầm mình run quá trời là run luôn. Run thấy phát sợ luôn. Cái con này hình như nó đang giết ai hay sao ta. Ui ghê quá. Mình nghĩ là mà không nên xông vào đâu. Ui nó đi rồi. Thì thằng Willis nó đập mình xong rồi cái mình xuất hiện trong cái cảnh cutscene vừa rồi luôn. Ủa nó làm cái gì mà giống như là mới chích thuốc phiện xong nhé. Nhớ mới hút cần xong chỗ đầu lắc qua lắc lại nữa chứ. Và là ôi kinh, chắc nó không thấy mình đâu ha. Nó đi đường bên phải hay là ngay đây có một cái đường nào mà để mình đi đường bên trái đi. Mỗi lần mình ly gãy cái thằng đó đi lại gần cái thằng đó thì cái tay cầm nó rung. Mà nó rung ghê lắm, làm riết mà mình sợ theo nó luôn. Giờ cũng bắt đầu đang xoắn rồi. Ôi trời, và là ôi vãi thanh niên. Làm cái quái gì mà một cô cái cọc xuyên dưới người. Ôi nó rung nữa. Màn hình nó bắt đầu nó mờ đi rồi. Mình nghĩ là mỗi lần mình lại gần cái thằng đó, nó kìa đi vô. Mỗi lần mình lại gần nó, ơi ngay đây có một cái gì nè. Cái thằng này nó phát sáng nè. Mỗi lần mình lại gần cái thằng đó thì màn hình nó bắt đầu nó mờ, với lại tay cầm nó rung mà rung ghê lắm, thấy phát sợ luôn á. Đây là chắc là cái lần đầu tiên mình chơi Far Cry 4 mà mình thấy sợ đó. Cái nội dung này khá là ghê thường với trong mấy cái tập trước của mình chơi Shangri-La. Ủa nó đi rồi, tay cầm nó không có rung. Mình chỉ sợ là nó đi tới cái chỗ mà mình đang định lấy đây nè. Thì trong mấy màn Shangri-La thì mấy cái con nó có thể giết được, còn mấy cái thằng này thì mình không biết giết được hay không. Chứ nhất là trong trường hợp này mình không có súng mà cũng không có dao nữa. Vợ lơ bãi thanh niên làm ăn cái kiểu quái gì mà bị tụi nó đâm một phát xuyên dưới người luôn. Vậy ơi. À mình nghĩ là cái này chắc là cái crab. Ờ đúng rồi nè. Crab hook, wrapping hook à. Hồi nãy nó kêu mình lấy hai cái. Rồi mình lấy được một cái rồi, vấn đề là mình phải thoát ra cái hội chủ quái quỷ này. Ôi từ, chúng ta phải tin vào cái tay cầm. Hơn là cái tay cầm nó có chế độ rung nát bấy luôn. Bắt đầu xoắn.
tay cầm nó rung, tay cầm nó rung. Tay cầm nó rung, bắt đầu nó rung dữ rồi. Nó kìa. Chứ nó không thấy mình không, mình phải đi từ từ. Tay cầm nó rung và là. Ôi thốn quá, chạy đi. Nhìn lại cái cho chắc ăn. Chạy. Vợ là bị kẹt. Hả quá. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì mà nhìn nó ghê quá. Nó mở cửa cho mình đi luôn. Vợ là. Nhiều lúc cũng sợ riết mà nói mà mình hết cái hồn rồi. Nhiều lúc nó cũng không dám nói to nữa. Đại loại nhiều lúc sợ kiểu như tụi nó nghe, nhưng mà thật chất thì mình nói ngoài thôi không gì hết á. Ôi nó đứng đó nó không đi sao trời. Đi cha nội. Vẫn chưa đi và là. Đi vô đi đúng rồi, đi đúng rồi, đâu rồi ta. Ôi thanh niên đi như đúng rồi. Thằng này phải ăn nhiều lên mới mập được. Đúng, cứ như là cày ra. Nãy nó đi cái động hồi nãy là mình đi đây bên tay phải, mình đi tay trái. Còn giờ chắc mình đi tay phải, nó đi tay trái đi. Ok, mỗi lần mình đi hướng khác là nó sẽ dẫn mình tới cái chỗ mà mình cần tới. Đằng sau mình có gì không nữa ta? Đằng sau nãy như có đường vô hay sao ta? Ừ đúng rồi, đường vô. Có cái hẻm nhỏ ngay đây. Hồi nữa kìa. Vậy phải chỗ này không thành, mình nghe đây chắc chỗ này đó. Ủa cái gì vậy? Sao giống như cái bàn hiến tế hay sao ta? Hồi vãi thanh niên, nãy thanh niên kia thì bị đâm một cái xuyên cọc vào người, thì thanh niên này chắc cũng không có sướng hơn là bao ha. Cũng tại như nhau thôi. Bị treo toàn tan như trên cái dây điện vậy. Ôi chúng ta lấy được cái, chúng ta được cái crapping hook rồi nè. Lấy được hai cái rồi, chạy tới giờ chạy. Nên đi đường này đi. Cứ mỗi lần mà cái gì vậy? Mình nghĩ là mình nên chạy hết tốc ga. Nhất là mình không có khả năng hoặc khiếu chơi mấy trò game kinh gì. Bắt đầu xoắn rồi nha, chạy vậy nãy giờ cái quay lại chỗ được đường cũ. Chết mẹ, nó thấy mình rồi. Chạy. Ôi, cái này Far Cry hay Outlast vậy trời. Và là đường đi đường nào đi chợ. Ủa sao rốt cuộc này đi nãy giờ cũng giờ quay về đường cũ vậy? Tay cầm nó rung. Và là tay chạy. Không quay trái được. Quay phải chắc là đúng rồi, cái đường hồi nãy. Đúng rồi. Hên quá. Ôi chạy. Ôi cửa nó mở mát. Còn quay lại nhìn nữa chứ. Nhiều lúc mình cũng tỉnh lắm á. Chạy xuống. Xuống nào, xuống. Đúng rồi, hên quá. Đừng có dưới tao nha mày. Đây chỗ khác chơi đi. Và là xuống. Ôi chết. Nó bấm nhầm. Hên quá, hình như nó không có đuổi mình nữa à. Xuống. Bắt đầu hãy xoắn rồi nha. Trời ơi, chưa thấy cái mission nào tục như cái mission này. Hận thằng Willis luôn á. Nhiều thằng, mấy thằng trên đây không tin được thằng nào á. Hết vô Gearactree nó cũng dụ mình sang một tập rồi. Cái chích xì ke cho phát tỉnh ngủ luôn. Giờ tới lượt gặp thằng Willis. Lừa tình bắt mình làm ba chuyện chó đẻ gì đâu không. Cái rốt cuộc rồi hết. Và là into despair, I found my true calling. I found Kalanag. When I reach Shangri-La, I will defeat Roxasa, and I will be reborn, just as Kalanag was reborn. And I will accomplish what Vegan failed to do, and build a truly great civilization here in Kyrat!
Mình phải nói là thuộc dạng là thanh niên nhỏ của năm. Vừa mới thoát ra bị thằng nó cái gì vậy? Vừa mới thoát ra vừa gặp thằng đó chạy được một hồi, kêu nó cũng dí tới khi mình leo cái sợi dây xuống nữa. Dí tới tận mức đó luôn, mình không ngờ là nghĩ là nó có thể dí tới mức đó mà mình không biết được cái gì hết. Vãi ra. Mà mình cũng chả rõ là tại sao cái tụi này nó có thể điều khiển linh hồn một cái giống dội gì ghê vậy. Ôi cái gì mà máu me. Ôi con beo. Hiểu cái lý do nó rồi. Một thằng hi vi bên đây phải. Vấn đề làm sao để thoát ra khỏi chỗ này ta. Ôi đã không có súng rồi. Ôi tụi nó thấy. Ôi chạy đại đi, mình nghĩ mình cũng không biết đường nào để ra nữa nè. Chạy ra cửa. Cái địch. Tự nhiên cửa bị đóng. Vơ lơ, cửa không có chìa khóa. Vơ lơ. Còn đường nào lắm ta. Lên luôn. Ê, có chỗ leo lên nè. Thôi quá. Ôi, hi vị. The motherfucker what. Ôi, gặp mấy thằng hi vị nữa. Vơ lơ. Ủa, hình như mình chạy ra rồi nè. Ôi, phải nói là mình hên vải đái ra. Ôi, ra được rồi nè. Mình nghĩ là nó sẽ không dí mình đâu, nhưng mà mình phải tới cái chỗ gì 4 mấy mét. Ôi gì mới đó 360 mấy mét luôn à. Fuck. Nó không có dí mình nữa, hên quá. Đi nào. Rồi hiểu luôn. Lát gặp cái giống gì nó đã thấy bà nội luôn. Khu này không phải là địa bàn của mình. Cho nên ghê chết bà ra. Ôi vãi lên. Cơ ta. Just clawed his way out of Durgesh. Thank Kira we found you before you froze to death. How did you find me? Kira showed me the way. It took a week to track you down. I prayed constantly for your safe return, and the gods made it so. Thank you. Don't thank me. Thank Kira. Besides, keeping you alive is good for the cause. That's one thing Amita doesn't understand. I'll always have your back, brother. You're a drug peddler! That's what you are! Who do you remind me of? Oh, yes. Pagan. I'm like Pagan because I have a vision for Kirat. I'm trying to take us out of your third world bullshit. It's our history, our culture, our traditions. Tradition? Like what? Marrying little girls, is that it? Is that your big plan for Budra? Oh, go for it. Go ahead, show Ajay what kind of man you are. I don't answer to you. It's Noor's turn. At least we agree on that. She didn't have a choice. Pagan forced Noor to do those things. He had her family. And how many families did she kill to save her own? Doesn't matter why she did it. She has to pay, just like everyone else. I'll decide what happens to Noor. Cái nhiệm vụ bây giờ của mình là phải bắn nhỏ The Messenger. Nói chung là cái tên nhiệm vụ nó là vậy. Ok, mình đang bắt đầu rồi, nó kêu mình phải tới cái chỗ gì ngay trên vách núi kìa. Mình mò cũng phải một hồi mới biết đường lên, là nó có mấy cái móc ngay đây.
Và là nghe đây nữa nè. Chứ phải kiểu như đu dây kiểu như tạc xăng á thì mới qua được cái bờ bên kia. Tiếp nè. Và là Spider-Man. Ok, lên. Yo. Ôi, quá đẹp. Cái khu này hình như là một cái khu đấu trường hay sao á. Thì thật sự là đây là cái đấu trường của con nhỏ Nor, là cái con nhỏ mà lần đầu mình gặp là làm cho cái nhiệm vụ Yugi and Red Tree, hình như đó là phần 4 hay sao mình cũng không nhớ rõ nữa, hình như là vậy. Thì đây là cái đấu trường của nó. Mình làm theo lời của Sabon với Amita, chắc là phải giết con nhỏ đó. Đây là bước cuối cùng rồi. Thì mấy tập trước hình như là nó kêu mình là đi giải cứu gia đình cho nó, nhưng mà hình như gia đình nó không qua khỏi. Mình thì bó tay. Bên đây còn ai nữa không ta? Ôi, chúng ta nghĩ mình nghĩ là nên đi style một thằng ở đây. Lên nào, lên, đù, quá đẹp. Còn ai nữa không ta? Ôi, còn một thằng bên tay phải. Vô luôn. Qua luôn. Này đứng ở đó làm sao mà bắn được ta? Ủa nó không thấy mình mới ghê chứ. Này thì nhìn quá hay. Nghĩa là hết rồi. Ừ đúng hết rồi. Có hai thằng đứng đây nó canh phòng mà điều khiển hay sao ta? Create chaos in the arena. Chúng ta phải làm một cái mớ hỗn loạn trong cái đấu trường. Nghĩa là không biết làm gì ta? Ê, có tụi lính dưới nào để mình thử chở quả bom xuống coi. Ăn bom. Để xem nào, không biết tụi nó có hỗn loạn không. Ủa, có nút gì đây nè. Thả gấu nè. Mình nghĩ á, đúng rồi. Nhưng muốn tạo ra hỗn loạn nhưng mình phải thả mấy con trong đây nè. Ừ, đúng rồi, đủ hết con trong đây. And kill được, giết được 3 đứa rồi. Nghĩa là đứng đợi cho tụi nó đối xử xử với mấy con thú đó là xong gì. Rồi, 4 đứa, 5 đứa luôn, quá hay. 6 đứa rồi kìa. Mình nghĩ là chắc xong là mình sẽ được chuyển sang nhiệm bên cái nhiệm vụ tiếp. Rồi 7 đứa luôn, xong. Ồ, giờ chúng ta phải đối mặt hoặc là giết con nhỏ Nor. Thì mình nghĩ là mình chắc là mình sẽ không giết con nhỏ đó đâu. Tụi nó phát hiện rồi, tụi biết nó nào trong phòng hệ thống hay sao đó ta. Ôi này thì nhìn. Ôi sao đông vậy? Đông quá. Chết kìa đã. Thôi ok. Cái mình nghĩ là mình lên lấy súng nó bắn đi. Này thì nhìn. Thì mình thấy con nhỏ Nor nó cũng không đến nơi nào, nó làm gì mọi thứ gì gia đình nó thôi. Còn thằng Bacon á thì nó quá độc tài, nó bắt con nhỏ đó rồi gia đình nó, cho nên nó mới buộc phải làm vậy. Cho nên thôi, mình cũng thông cảm. Quá đẹp. Multi kill giết bằng 3 đứa luôn. Ok. Này thì nó mình nhìn. Thanh niên gì đâu. Ok, chúng ta bắn chắc cũng gần xong rồi. Ôi, tụi nó chết hết rồi. Ôi, tụi nó ra nữa kìa. Để mình, có con nguyên con hổ này đây. Ôi, còn bay ra đường đó sao không lấy chứ. Ôi, vợ là. Ôi, còn thằng này ra bà luôn đi rồi. Ra từng đứa không à. Lộn súng anh, bạn trả cái súng đây. Ok, đi nào. Thôi lên, mình nghĩ là chúng ta cũng gần tới rồi. Lên. Ủa, có đường lên à. Mình nghĩ là mình sẽ tha cho con Nor, không giết nó đâu. Hay cũng tội mà, thôi. Mà thôi cũng kệ. Ôi, nó kìa. People of Kirat, I've given you winners to cheer for and losers to mock. None so bloody, so desperate as today's gladiators. But there is always more blood to come! Eiji, where's my family? I'm sorry, Nor. No! I'm so sorry. Sorry. Pagan had them killed years ago. I don't need your pity. I want my family back. Look, I'm
I'm sorry, but you're free now. Free. Free. Free from what? All the people I've killed? From everything I've done? I gave them this taste for blood. Your blood. Mine. Isn't that what you want? More blood! Here! Take more! Take all of it, you fucking animals! Now I'm free. Nói chung là cũng tội nghiệp con nhỏ đó quá, mình cũng muốn giúp nó lắm nhưng mà mình cũng không biết làm gì hơn. Cuối cùng thì chắc nó giải quyết mọi vấn đề mà nó buồn bấy lâu nay bằng cách tự sát thôi. Thì nó muốn làm sao làm, mà thôi cũng kệ, mình nghĩ là nên làm cái nhiệm vụ tiếp theo thôi. You should stay away from the arenas. Try making we have no access there, but we do there, you see. Mita, you have something for me? I do. We've been able to free the people of the south, but the north has been cut off from us because of Kingsbridge. It is time to take the battle to Pagan's doorstep and free the north. Now, the bridge is heavily defended. The main gate is made of blast-resistant concrete. Forget C4 or conventional explosives. The defenses will shred any frontal attack. So what do we do? I have a plan. There's a convoy with a chemical truck. I want you to secure it, drive it down their throats, and blast open the gate. It'll take us into the north, and you'll be one step closer to Yuma. YOLO, YOLO! Nó kêu mình đi đi cướp cái xe tải chở xăng. Mình cũng không biết để làm gì nữa. Ôi, vừa cái thằng cha nội kìa, mình tính tông nó ra đó. Ok, lên nào. Ôi, hình như đi quá rồi đó. Ừ, đúng rồi, hình như đi quá rồi. Xuống xe thôi. Ủa, cái gì vậy? Ui, vừa là. Ôi, vừa mới đi quá, tụi nó kêu lính thả artillery luôn. Ôi, cái thằng cha nội này. Ôi, kìa mẹ đi. Cái nhiệm vụ bây giờ là mình phải đi cướp cái xe chở xăng ở nó đây nè, quá tiện luôn. Lên nào, đi. Ôi phải. Đấy, nhận được cái năm đáng là nhận được cái giải thanh niên tỉnh của năm. Đúng tỉnh luôn. Lần đầu tiên thấy mình tỉnh mức đó. Ok đi nào. Giờ đi đâu ta? Tới cái cầu Hoàng Gia hả? Ok, đi. Ok, thanh niên bây giờ nó làm kiểu như là Fast and Furious rồi. Chạy cũng không yên mấy thằng này nữa, và là thật. Đi đến đâu một hồi đó, nó kêu bầy kêu đám ra dí theo và... Ồ, tránh ra. Cán luôn, phải cái engine vật lý. Phải thanh niên đứng đùa ra, đứng nhảy nó chứ, dance nó chứ, phải là... Ôi, hai chiếc xe nữa kìa. Thôi là mình có đem máu. Đó. Thích thể hiện. Bởi mấy thanh niên bắn không biết có trúng hay không đâu mà bắn một thế liên tục rồi. Làm khói mù mịt nên nhìn không thấy cái gì hết. Rồi mà không biết là mình dí nó hay là tụi nó dí mình nữa chứ. Đợi tàn chạy trước không à, tránh ra. Tôi chở mấy cái thùng xăng mà mấy chú có lượn kiểu đó bắn trúng thùng xăng lá thùng xăng nổ sao. Chết cả lũ. Destroy the gate with the fuel truck. Chúng ta phải phá cái cổng bằng cái xe này. Ôi, không ra đi đường này anh vậy. Mấy em lao xuống dưới là hạnh phúc luôn á. Hạnh phúc lên. Lên nào. Ôi, cái gì vậy, số hình Pagan Min không vậy? Gọi là nó ghi cái tiếng gì nữa mình cũng chả hiểu nữa. Tránh ra mấy chú, tránh ra. Cái bảo đâu tránh ra nè mà. Lì vãi đấy. Vãi có nút exit nữa nè. Quá epic luôn. Quá đẹp luôn. Ok, xong vào.
Ôi đừng nói là mình là one man army nha. Một mình chấp hết và là bộ nguyên team không còn đứa nào hay sao mà gì má gì kinh. Ôi, ôi vãi sniper. Cái địch đã bảo là không sniper, bắn thì cứ như hạch ra mà cứ khoái bắn. Và là vãi vãi vãi. Ôi giờ hết đồ đi chết luôn rồi đó. Cứ mỗi lần gì áp phê là phải dùng ba đồ chích này nè mà giờ hết đồ chích rồi. Mình thì ít khi nào nâng cấp cho nên vãi vãi. Chạy cầu thang cũng trượt chân té được nữa và là thanh niên. Ok, nó đứng đằng trên rồi sao mình bắn nó tới ta. Captured the bridge. Patching you in. Understood, Ajay. We're inbound, but you have Royal Guard units heading your way. We won't get there in time, brother. It's on you to stop them. Nãy giờ tụi nó đông quá, phải tập trung vô bắn. Cũng chả biết nói gì hơn. Và là rồi giờ mình nói chuyện xong cái nó kêu là nó còn gọi thêm cả tiếp viện luôn đó chứ. Và liền mình vừa cái gọi một cái điện đàm gì nãy, gọi xong cái giờ nó gọi thêm cái đồng bọn nó tới nữa. Và là ra hết máu rồi. Mà cứ mỗi lần cái animation mà nó hồi máu khá là chậm, kiểu như phải quấn rồi bó tùm lum la, làm cũng phải tốn một mớ thời gian thì mới hồi máu được. Mà nó hồi theo thanh máu thôi chứ nó không có hồi lố. Và là mọi nó mới đó mà mất máu nữa rồi, chưa gì đâu mà bắn, là chưa kịp bắn đứa nào mà thấy toàn là móc cái cây vô người ra rồi hồi máu rồi. Hồi máu trâu vừa là nó bắn gì mà không chết. Hết máu. Tiếp. Mỗi lần bắn như là ngồi phải đứng hồi máu ghiền luôn. Vãi ghiền. Mình khá là không thích cái này giống cho lắm.
game thì nó không có auto regeneration, không có auto hồi máu. Còn máu thì cứ phải băng bó đủ kiểu cái đó mới được. Sniper. Cái gì vậy? Vãi thanh niên. Vừa mới nhảy xuống nhanh lầu nhảy xuống nữa chứ. Vãi thanh niên thầy này. Rồi đâu ra, tự nhiên giờ có sniper nữa. Rồi hết chưa. Ủa còn nữa. Để mình giết nó ra đây, mình giết thằng này cái đã. Hên quá, gần hết máu. Không phải gần nữa mà hết luôn rồi còn gì nữa. Không còn thanh nào luôn. Hồi lẹ. Nó tới rồi, thấy bà nữa. Ok. Đi nào. Cứ tiếp, chúng ta cũng chắc, mình nghĩ là chắc cũng gần xong rồi. Vụ này khá là lâu. Ui, cái gì vậy? Ủa, cho bò vậy? Bắn ngay đầu gì mà không chết. Và là bỏ thanh niên, không những mặc áo giáp mà còn cả mặc mũ giáp nữa. Chạy như đúng rồi. Còn ai nó ra nốt luôn đi. Rồi, sniper kìa. Sniper thì có sniper luôn. Tự đó để hồi máu rồi đó, mấy thằng này nó cho bò lắm. Mà chơi khốn nạn. Ok, chuẩn bị. Đâu, mấy chú đâu? Ra đi. Còn chú nữa. Ra luôn đi. Mình nghĩ là chắc bữa nào làm thêm cái chỗ Tristy Noscope. Quay một vòng 360 độ rồi bắn cái đùng dính. Đó, vậy mới hay. Ôi, heavy. Mà không sao, lần trước mình bắn heavy mình dùng súng nhắm, bắn một hai phát là nó lên cục à. Bắn cái đầu thì một phát chết luôn. Quá đẹp. Này thì heavy. Đùa với bố không à. Ok, mình check cái người thằng này đó. Thằng này body ngon chứ. Chắc là đồ sẽ nhiều. Tiền sẽ nhiều. Đó, cái gì có 3.000 mấy. Ok, đây mình check lại mấy thằng này cho đã rồi. Mình quay trở lại cái nhiệm vụ chính. They're waiting for you downstairs. Ajay, thank you for reuniting us with the Golden Path in the south. You can tell Amita and Sabal we are ready to fight. They have targets picked. No! It's my family. Very charming. Ooh, this. Oh, I like this. Is this mahogany? And look at you. A lovely couple to match a lovely home. Very salt of the earth. You know, I was told that if I ever wanted to experience the hospitality of Utkarsh, I had to visit Baranas. Oh, we questioned everyone too. And everyone said the exact same thing. They are the friendliest. They will talk to anyone. To anyone, I said. To everyone, they said. But they were so emphatic that I decided I had to see it for myself. He's cute. You see, I wanted to warn you. Warn us, sir? Yes. Now, I'm not sure if you've heard, but it's come to my attention that
There are some very disreputable people around. And I'm concerned that these people, these terrorists, well, they might take advantage of your hospitality. Maybe ruin your wonderful reputation. And we wouldn't want that to happen now, would we? No, sir. No. Well, would you allow me to protect you? To ensure your reputation? Please, yes, Kingman. Your wish is my command. I'm so glad we could agree on this. Well, I won't take up any more of your time. This should only take a moment. And they say I've lost touch with my subjects. No! They'll kill you! I'm getting Pagan. Bà là Pagan Min ra lệnh, hàng kia vô bắn hai ông bà già đi chết hết luôn. Phải liền. Ồ, dí Pagan Min nè. Yeah, fuck yeah. Có lẽ là mình có thể là sẽ giết thằng này trong cái nhiệm vụ này. Ok. Ôi, hên quá, có cái máy bay đây luôn nè. Bà là phải vậy chứ. Chứ dí mà chơi bằng xe cái dữ gì mà sao dí được rồi. Don't let Pagan get too far away. Ok, chúng ta phải đi gần lại với thằng này, không để nó đi quá xa. Nhưng mà vấn đề là sao mình bắn nó trúng đây ta? Fuck, you bitch. Ok, sao mà hồi mình lượn trên bầu trời thì cũng phải kiểu như là đi theo nó, chứ không có nên đi quá xa. Ok. Ồ, cái gì mà nó tứ phía luôn vậy? Biết là nó thấy nhưng mà nó cứ nhìn vậy sao mà nó cứ chỉ vậy, mình cũng khá là khó chịu. Hồi đó mình có nhiệm vụ nhưng mà vấn đề là không biết làm sao để giết được cái thằng này nữa cơ. Mình bay kiểu này nhưng mà nó cứ gì có sniper bắn nữa. Motherfucker, what? Thôi lượn đi chỗ khác đi, bay lượn cũng không xong với mấy thằng này nữa. Ở dưới mà cũng gan lì bắn lên lắm á. Mình lượn cứ như xe rượu, lượn qua trái, lượn qua phải. Con thằng này đi đúng một mạch nha. Rồi, nữa. Lại nghe cái ổ nữa, và là lên lại. Tới checkpoint rồi, kill Pagan Min luôn. Mình phải giết nó thôi, chúng ta phải giết nó. Có khi nào đây là bắt cuối cùng không? Mình thấy mission còn tới mấy cái lần mà. Chắc chưa hết đâu. Ồ, thì đằng nào nó cũng thấy mà. Không có gì phải xóa hết. Ôi, mém nó đâm vô cái cây. Đi nào. Chúng ta phải tìm đúng thời điểm, thời cơ. Hạ xuống rồi bắn này. Nói chung là mình xài có cây này à. Bây giờ mình bắn nó không trúng nữa mới lạ. Sắp tới, gần tới rồi. Bay tháp đúng rồi. Đúng rồi. Mình phải bắn nó thôi, bằng mọi giá. Ôi được rồi nè. What the fuck? Did you miss me? Oh wait, yes, you did. Pagan? I just killed you. No, you just ruined a perfectly good body double with hair loss. Do you know how expensive he was to make? He wasn't even Asian, for Christ's sake. He was from Melbourne, I think. His only crime was being born with fabulous cheekbones. Whose picture do you think's on the money? No matter, what's done is done. I suppose next time it'll just be you and me.